hôm nay xin tiễn biệt đưa nàng về xứ lạ. Buổi tao xin hẹn kiếp lai sinh, thiết ra đi vì nợ nước ly tình. Người ở lại buồn đau trong kỷ niệm. Trần Lan ân tiếp sinh chàng hai nén đau thương. Ta phải đành hy sinh một ước mơ để cho vững bền sẽ nói tiếp.
tình đôi ta bất hạnh ré đôi đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.